Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới đời cao, xe tuyệt đẹp luôn. Máy số còn zin đét, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Sơn xi bên ngoài thì rất là đẹp, mới kinh con. Đây chính là một chiếc Mazda 3 đời 2019, số tự động và xe trang bị động cơ 1.5 form dáng hatchback, xe tư nhân, biển 15A Hải Phòng. Về trang thiết bị công nghệ bên ngoài thì em này trang bị cụm đèn bi siêu sáng kết hợp đèn halogen, 4 la răng đúc dạng phay và 4 phanh ABS, sinh nhan được tích hợp trên gương. Tay nắm cửa ốp mạ chrome tích hợp nút mở cửa thông minh. Sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Mazda 3 này. Với những dòng xe Nhật, người ta thường nói đến sự bền bỉ và kinh tế thì người ta không bàn về chuyện form dáng đẹp. Tuy nhiên, ở dòng Mazda cũng là một dòng xe Nhật, nhưng mà form dáng của Mazda thì rất là đẹp, công nghệ thì cực kỳ là nhiều. Đằng sau xe em nó đã được trang bị camera lùi rồi, giúp cho các bác khi lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra cho mọi người. Và đi vòng sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi của Mazda 3 đời 2019 form dáng hatchback đây. Số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5. Hôm nay thì cam kết luôn với anh chị em là xe không đâm vào tai nạn ngập nước, cũng như là không taxi dịch vụ, xe tư nhân, biển 15A Hải Phòng, xe tuyệt đẹp luôn. Với dòng Mazda này thì chạy nó rất là tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5. Mặc dù là xe phân khúc hạng C cực kỳ là rộng rãi, nhưng em nó mang lại cho các bác một cái động cơ 1.5 thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Form dáng thì đẹp, thể thao, trẻ trung. Trong khi đó công nghệ option thì rất là nhiều luôn. Như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe để cho anh chị em ngắm tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này rồi. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với cái mức giá mong muốn của cửa hàng là 615 triệu đồng. Tuy nhiên giá thành thì vẫn còn có thể thương lượng và giá thành vẫn còn có thể bớt thêm. Khi anh chị em quan tâm thiện chí gọi điện về số điện thoại cũng như Zalo để thương lượng và về giá cả 0855 966 966. Hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Và bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho anh chị em về chiếc xe này. Sau khi mà review xong về phần ngoại thất bên ngoài rồi, nội thất bên trong của chiếc xe này đây, quá là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Và nội thất bên trong thì em này trang bị là ghế bọc da màu đen, còn nguyên zin nguyên bản. Và các bác có thể nhìn thấy nội thất cực kỳ là gọn gàng, sạch sẽ. Da ghế vẫn còn căng, mịn. Hàng ghế sau và hàng ghế trước rất là đẹp nha, cực kỳ là đẹp. Bắt đầu từ phía bên ngoài đi vào thì em này được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, cụp điện được trang bị đầy đủ ở mặt bậc, táp ly, cánh bên lái, ghế chỉnh điện luôn. Xe trang bị là ghế điện luôn này. Hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt, chống bó cứng phanh, có i-stop hỗ trợ dừng đỗ khi dừng đèn đỏ. Trên vô lăng có đàm thoại rảnh tay, nhận diện giọng nói, cruise control đi ga tự động. Và vô lăng thiết kế 3 chấu theo phong cách thể thao, rất là đẹp nhá. Có cả gầy số thể thao sau vô lăng này. Đây, gầy số thể thao sau vô lăng luôn. Ở bảng điều khiển bên dưới thì em này trang bị những cái công nghệ như là chế độ lái thể thao Sport. Đây, có chế độ lái thể thao Sport này. Phanh tay điện tử, cụm nút điều khiển trung tâm để điều khiển những cái ứng dụng trên màn hình. Đấy, để em tắt cái này đỡ kêu. Điều hòa thì em này trang bị là điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh nhá. Có điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh. Màn hình giải trí đây. Màn hình giải trí đây nhá. Cam lùi thì nét căng luôn rồi. Về hệ thống túi khí an toàn thì em này được trang bị 4 túi khí an toàn với một chiếc ở trên vô lăng, một chiếc phần táp lô bên ghế phụ và ở hai bên cột giữa. Hai bên cột giữa là đều được trang bị túi khí hết. Chân nỉ nguyên bản theo xe và xe có trang bị cả cửa sổ trời nữa. Đấy, một chiếc xe mang thương hiệu đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên là công nghệ của em này thì
rất là hiện đại, cửa sổ trời các thứ đi ga tự động đầy đủ luôn, phân khúc hạng C, rộng rãi thoải mái. Về chất lượng của xe thì bây giờ em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe luôn cho anh chị em sau khi mà review về công nghệ rồi. Để các bác nhìn thấy táp ly táp lô này, nó đẹp căng luôn nhá, nét căng luôn. Đầu tiên là cái phần chỉ của cánh trước bên lái. Đấy, các bác nhìn này, phần chỉ nhá, các bác nhìn những con ốc vít này, những con vít khóa cửa này còn nguyên màu sơn luôn, zin đét luôn, nguyên màu sơn. Đấy, chỉ thì không mất một phần chỉ nào của các bác. Quay đến cái phần ốc giằng cửa đây. Đấy, ốc giằng cửa này nhá, các bác nhìn đẹp chưa? Đẹp long lanh rồi, rất là đẹp luôn. Sang phần ốc bản lề, bản lề để xem là cái phần cột giữa bên lái có ảnh hưởng gì không thì quá nhìn này. Đấy, nhưng con ốc bản này nó còn zin đét nhá, còn nguyên zin luôn, thấy chưa? Bản lề trên rồi này, xuống phần bản lề dưới này, xuống phần bản lề dưới đây nhá. Đấy, ốc cột zin đét luôn, chứng tỏ cột chưa xảy ra đâm đụng va chạm gì. Và ở cái phần khóa này, các bạn nhìn cái khóa cửa những con vít này cũng còn nguyên màu sơn, rất là mới luôn nhá, mới cứng luôn, thấy chưa? Em đi xuống cánh đằng sau bên lái, xuống cánh đằng sau bên lái đây, thì đây là phần chỉ này, và bốn cánh của em này thì như nhau hết. Đấy, bốn cánh, những cái con vít khóa cửa này cũng còn nguyên màu sơn nhá. Đấy, phần chỉ cũng không mất một phần chỉ nào. Tất nhiên là cái phần cột, cái ốc bản lề kia, phần cột nó treo trên phần cột kia nó zin, thì những cái con ốc bản lề này ở trên cánh cửa này thì nó phải zin rồi, nguyên zin luôn. Và cái phần ốc giằng cửa này quá đẹp luôn, rất là đẹp luôn nhá. Còn đây là cái khóa cửa, vít khóa cửa đây vẫn còn nguyên màu sơn nhá, vẫn còn nguyên màu sơn luôn, xe đẹp khét lẹt. Nhân tiện đây thì em sẽ mở phần khoang động cơ. Đó, để nát nữa đi vòng quanh xe này em review luôn. Số sát xi khung gầm cho anh chị em này, quay rất là kỹ. Đây, sát xi khung gầm chắc chắn cứng cáp, không có hiện tượng là han gì mối mọt hay là vết hàn cắt ghép mối, mối ghép mối nối còn nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, nghe chưa? Sát xi khung gầm đây đằng trước nhá, cực kỳ là đẹp rồi. Đi về đằng sau, mặc dù là form dáng hatchback, tuy nhiên khoang cốp của em này thì lại rất là rộng. Đấy, khoang cốp cũng khá là rộng luôn, tha hồ cho các bác để đồ, đi chơi, đi du lịch, đi công tác xa nhà, thoải mái luôn. À, quay sang cái phần máng nước này, xem form dáng có lệch lạc gì không. Các bác nhìn cái phần đường keo này, đường keo thẳng tắp nhá, gần chìm này, đường cong này. Đấy, đường cong cực kỳ là mềm mại, xem một cái gân này rất là mềm mại luôn nhá. Yeah. Rồi sang bên máng nước bên phụ này cũng vậy. Đây, toàn những hàng tuyển về tới chợ của Dũng Audi thôi. Bao cái phần chỉ trong, đây chỉ trong đây. Đấy, ốc A này, anh nhìn chỉ trong này, nghe chưa? Chỉ trong quá đẹp rồi, quá zin rồi nhá, nguyên zin luôn. Quay qua phần ốc lốp sơ cua một chút. Đây, sơ cua đây. Đấy, sơ cua vẫn còn rất là dày. Đồ đạc thì đây nhá, đồ đạc đấy, khẩu khiếc là đây đầy đủ nhá. Đấy, sơ cua thì còn rất là dày. Bây giờ em sẽ xuống sắt xi khung gầm ở đằng sau. Đây, sắt xi khung gầm đằng sau quá là cứng cáp, chắc chắn và tuyệt vời luôn nhá, rất là chắc chắn và cứng cáp, tuyệt vời luôn, nghe tuyệt vời không mặt giờ. Nó thấy đẹp chưa? Rất là đẹp nhá, cực kỳ là đẹp. Em đi sang phần thân bên phụ này, thì ở phần thân bên phụ các bác nhìn này. Đấy, con vít khóa cửa nó cũng còn nguyên màu sơn.
đây nhá. Đấy còn nguyên màu sơn luôn, được chưa? Đây, rất là đẹp. Quay đến phần chỉ này. Vít khóa cửa này. Đấy, còn vít đây nhá, cũng còn nguyên màu sơn luôn. Quay nhìn chỉ này nhá. Chỉ nét luôn, được chưa? Quay đến cái ốc bản lề này để xem phần cột luôn này. Thì đứng ở đằng sau là các bác cũng có thể nhìn thấy cái phần keo này. Đấy, có nhìn keo nhá. Keo đây này. Đấy nhá, keo ở cái đoạn này treo trên cột này. Keo zin chưa? Zin đét luôn. Thì chứng tỏ là cái phần cột này chưa xảy ra cái hiện tượng là đâm đụng va chạm gì và quẹt vào. Đấy. Cột keo là chưa ảnh hưởng gì nhá. Đấy là hai bên cột giữa, cả bên phụ lẫn bên lái. Lên phần cánh trước này. Review đến phần chỉ này. Nhìn chỉ đấy nhá. Này, vít khóa cửa này cũng còn nguyên màu sơn. Đây là phần chỉ. Đấy, có thể phần chỉ kia chỉ nguyên zin rồi nhá. Bắt đầu vào đến phần khoang động cơ để review cho anh chị em. Đây ở phần khoang động cơ thì các bác nhìn này, cái ốc chân máy nhá, chưa có hiện tượng là tháo dỡ gì cả, ốc chân máy còn nguyên zin luôn, được chưa? Còn zin đét, ốc chân máy còn zin đét luôn nhá. Đấy. Mở cái phần lắp bảo vệ lên. Đấy, các bác nhìn này, máy móc này nhá, zin đét luôn. Máy số của em này thì còn nguyên zin rồi. Rất là đẹp, thấy chưa? Cực kỳ là đẹp. Zin đét rồi nhá. Ốc chân máy các thứ là chưa có hiện tượng là tháo dỡ. Và kiểm tra xem là có va quẹt gì không thì các bác nhìn này, ông bụi giảm sóc cũng còn nguyên màu sơn đây này. Đấy, cái màu đỏ đỏ này nguyên màu sơn luôn. Đây là phần bên lái nhá. Quay lên cái ốc cabo này, ốc cabo đây nguyên zin luôn. Và phần chỉ đây, chỉ nhá. Sang bên phụ này, đây các bác nhìn ốc cabo này zin đét luôn, được chưa? Nguyên zin luôn nhá. Đấy, cái này là cái vết bẩn này, vết bẩn nó bám thôi nhá. Nguyên zin và phần chỉ này. Xuống cái phần ốc cụ giảm sóc ở bên phụ, cái con ốc này nó zin đét luôn rồi. Đấy, xe cực đẹp luôn, máy số còn nguyên zin nguyên bản, cột keo keo chỉ còn zin đét luôn. Và xe thì mua bán có cam kết với anh chị em, nên các bác cứ yên tâm, được chưa? Khoang động cơ thì khô ráo nhá, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ. Đấy, khô rong luôn. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Mazda 3 sản xuất vào năm 2019. Số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5, form dáng hatchback, xe đẹp tuyệt vời và long lanh luôn. Với giá bán cho chiếc xe này là 615 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi để thương lượng giá cả nhé. 0855 966 966. Hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem xe rồi thương lượng giá cả trực tiếp luôn tại cửa hàng. Lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.